Chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, Ban biên tập báo Đà Nẵng. Cùng dự còn có Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yên. Từ đầu năm đến nay, Ban Đà Nẵng luôn bám sát thực hiện các hiệu quả ba nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban Nhân dân thành phố giao, lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Từ đó, chất lượng nội dung các ấn bản của báo Đà Nẵng được nâng cao, tuyên truyền đậm nét việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách lớn của Trung ương thành phố, bám sát nội dung chỉ đạo của Thành ủy, Ban tuyên giáo Thành ủy. Bên cạnh đó, báo Đà Nẵng cũng tích cực chuẩn bị cho đề án chuyển đổi số, xây dựng đề án tự chủ tài chính. Tại buổi làm việc, Đảng ủy, Ban biên tập báo Đà Nẵng cũng kiến nghị Thường trực Thành ủy một số nội dung liên quan đến cơ chế đặc thù tuyển dụng biên chế hợp đồng về cơ chế tài chính. Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của báo Đà Nẵng thời gian qua, trong đó cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, độ bao phủ ngày càng rộng. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết nhấn mạnh, Đảng ủy, Ban biên tập báo Đà Nẵng cần chú trọng nguyên tắc sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc của Đảng ủy, trong đó phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên quan tâm đến công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên, phóng viên, công tác quy hoạch cán bộ phải gắn với đào tạo bồi dưỡng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh đầu tư cho báo điện tử tiếng Việt, tiếng Anh, thực hiện tốt đề án chuyển đổi số, cơ chế hết tự chủ tài chính, đặc biệt cần tuyên truyền các chủ trương, chính sách lớn của thành phố một cách sâu rộng, đa chiều hơn nữa.